Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của mình. Unit 2, Days. Lesson 3, Present Simple. Affirmative and Negative. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về thể hiện tại đơn, thể khẳng định và thể phủ định. Before the lesson today, I invite all of you listen a song. Are you ready? Here we go. Wash your face, wash, wash, wash. Wash your face, wash, wash, wash. Wash your face, wash, wash, wash. And freeze. Brush your teeth, brush, brush, brush. Brush your teeth, brush, brush, brush. Brush your teeth, brush, brush, brush. And freeze. Jump, 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 freeze. Run, 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 freeze. Wash your hands, wash, wash, wash. Wash your hands, wash, wash, wash. Wash your hands, wash, wash, wash. And freeze. Comb your hair, comb, comb, comb. Comb your hair, comb, comb, comb. Comb your hair, comb, comb, comb. And freeze. Jump, 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 freeze. Run, run, run. Các bạn còn nhớ những cụm từ mình đã học ở bài tập trước ở trong bài hát này không? Okay, can you tell me what do you do in the morning? In the morning, I wash my face. In the morning, I take a bath. Do you make your bed every day? You can say, yes, I do, or no, I don't. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 6 in the morning. Now, today we will continue the simple present tense, thể hiện tại đơn. We use the present symbol to talk about something that is true in the present. Chúng ta dùng thể hiện tại đơn để nói về một điều gì đó là sự thật ở hiện tại. Example, I'm 19 years old. Tôi 19 tuổi. I'm a student. Tôi là một học sinh. He lives in London. Anh ấy sống ở London. The earth goes around the sun. Trái đất quay quanh mặt trời. Đây là sự thật hiển nhiên ở hiện tại hoặc là một tình trạng ở hiện tại. Thì các bạn sẽ chia thể hiện tại đơn. Cách dùng thứ hai. We use the simple present to talk about something that happens regularly in the present. Chúng ta dùng thể hiện tại đơn để nói về một điều gì đó xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Ví dụ, I play football every weekend. Tôi chơi bóng đá mỗi cuối tuần. He works in a big bank. Anh ấy làm việc ở trong một ngân hàng lớn. Mary gets up at 6 every morning. Mary thức dậy vào lúc 6 giờ mỗi sáng. The children don't go to school on Sundays.
Bọn trẻ không đi đến trường mỗi chủ nhật. Use the simple present with. Chúng ta dùng thì hiện tại đơn với những trạng từ sau: every day, every morning, every week, every month, every year, day after day. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng adverb of frequency, trạng từ chỉ tần suất. Phần trạng từ này các bạn xem lại bài học trước chúng ta đã học. Bây giờ cô sẽ tóm tắt lại phần cách dùng của thì hiện tại đơn. I go to school on Monday. I wash my hands before meals. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn để diễn tả hành động hoặc một sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay là một thói quen ở trong hiện tại. The sun rises in the east. The moon moves around the earth. Mặt trời mọc ở hướng đông. Mặt trăng quay quanh trái đất. Cách dùng thứ hai, dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc là một chân lý. I feel happy. She feels sad. Cách dùng thứ ba, các bạn dùng để diễn tả suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác hoặc là thời gian biểu, tình trạng ở hiện tại. Present simple, affirmative. Các bạn lưu ý, trong phần này chúng ta chỉ học về động từ thường của thì hiện tại đơn. Còn đối với động từ to be, các bạn xem lại những bài học trước. Thể khẳng định, chủ ngữ, cộng động từ, hoặc động từ thêm s hoặc es. Trường hợp, chủ ngữ số nhiều. Ví dụ, I, we, you, they. Thì động từ, mình sẽ giữ nguyên mẫu. Trường hợp chủ ngữ là số ít, động từ sẽ thêm s hoặc es. Chủ ngữ số ít, ví dụ như he, she, it, Mary, John. Các bạn xem ví dụ này. They live in Hà Nội. Họ sống ở Hà Nội. She live in Hà Nội. Cô ấy sống ở Hà Nội. Ở đây các bạn thấy có sự khác nhau về chia động từ. Ở câu thứ nhất, chủ ngữ là số nhiều, động từ live còn giữ nguyên mẫu. Ở câu thứ hai, chủ ngữ she là chủ ngữ số ít, thì động từ mình sẽ thêm s hoặc es. Đối với từ live, động từ tận cùng là y, thì mình chỉ cần thêm s. Spelling rules. Khi chủ ngữ là số ít, động từ thêm s hoặc es. Vậy trong trường hợp nào động từ thêm s và trong trường hợp nào động từ thêm es? Các bạn xem những quy tắc sau. Quy tắc thứ nhất, chúng ta thêm s vào phía sau hầu hết các động từ. Ví dụ, to work, to live thì mình sẽ thêm s. Quy tắc thứ hai, khi động từ tận cùng là y dài, trước nó là một phụ âm, thì bạn sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es. Ví dụ từ try thì bạn sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es, tries. Fly, tương tự mình cũng chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es. Trường hợp thứ ba, khi động từ tận cùng là y dài nhưng trước nó là một nguyên âm thì bạn sẽ giữ nguyên sau đó thêm s. Ví dụ từ play, động từ tận cùng là y dài giống như trường hợp số 2 nhưng trước nó là nguyên âm thì mình sẽ giữ nguyên play, plays, stay, stays. Trường hợp thứ tư, chúng ta thêm es khi động từ tận cùng là những từ sau. Các bạn có thể ghi nhớ những từ này bằng câu đọc vui sau: ông, sáo, chạy, xe, sh, giỡm. Thì đối với những động từ tận cùng là những chữ cái này thì bạn sẽ thêm es. Ví dụ watch thì bạn sẽ thêm es, watches. Wash, washes. Mix, mixes. Go, goes. Trường hợp thứ năm, chúng ta dùng has hoặc have trong thì hiện tại đơn. Với những chủ ngữ I, you, we, they
và những chủ ngữ số nhiều, bạn sẽ chia động từ là have. Chủ ngữ he, she, it và những chủ ngữ số ít, bạn sẽ chia là has. Exercise 1. Compare the sentences. Then match A to D with spelling rules 1 to 4. Bài tập này con hãy nói những câu A, B, C, D với những quy tắc 1, 2, 3, 4 ở đây. Now let's check your answers. Number 1. I study a lot. Her older daughter study hard. Ở đây bạn thấy động từ là giữ nguyên mẫu và động từ thêm es. Đây là quy tắc số 3. Chúng ta lược bỏ y dài và chuyển thành y ngắn rồi thêm es. Khi động từ tận cùng là y dài, trước nó là phụ âm. B. We have breakfast at 7:30 a.m. He has breakfast at 5:30 a.m. Ở đây bạn thấy động từ là have chia cho chủ ngữ số nhiều, we. He là chủ ngữ số ít, dùng động từ là has. Đây là quy tắc. Số 4. We use has instead of have. C. My brother and I go to school. He goes to work. Các bạn thấy động từ go ở đây mình chia cho chủ ngữ số nhiều và goes chia cho chủ ngữ số ít. Và động từ này thêm es, đó là quy tắc số 2. Chúng ta sẽ thêm es vào những động từ tận cùng là những âm sau. D. I get up at 7 a.m. No, get up at 4:30 a.m. Ở đây bạn thấy động từ thứ nhất là get up. Động từ thứ hai là get up. Get ở đây có s. Đây là quy tắc thứ nhất. Chúng ta thêm s vào sau hầu hết các động từ. Phần này các bạn làm vào sách của mình. Exercise 2. Choose the correct verbs. Bài tập 2. Chọn từ đúng. Trước khi làm bài tập này, cô nhắc lại cho các bạn công thức thì hiện tại đơn của động từ thường, thể khẳng định. Các bạn ghi nhớ, nếu chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên mẫu. Nếu chủ ngữ số ít, động từ thêm s hoặc es. Cô ví dụ cho các bạn câu đầu tiên. You. Ở đây người ta cho hai động từ là go và goes to bed at 9:30 p.m. Tôi đi ngủ vào lúc 9:30. Ở đây bạn thấy chủ ngữ là you, dịch là bạn hoặc là các bạn. Đây là chủ ngữ số nhiều. Thì các bạn nhớ, chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên mẫu. Thì câu này mình sẽ chọn là go. Tương tự, các câu còn lại bạn có 2 phút để làm. Sau đó chúng ta sẽ sửa. Now, let's check your answers. Number 2. My parents relax in the evening. Các bạn xem cho cô, chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều, my parents, bố mẹ của tôi. Chủ ngữ số nhiều, động từ, mình sẽ giữ nguyên mẫu, chọn relax. Number 3. My teacher speaks 4 languages. Giáo viên của tôi nói 4 ngoại ngữ. My teacher là chủ ngữ số ít. Động từ mình sẽ thêm s hoặc es. Đối với từ speak thì con sẽ thêm s. Number 4. Our English class finishes at 3 p.m. Lớp tiếng Anh của chúng tôi kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Chủ ngữ lớp tiếng Anh của chúng tôi, class, đây là chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít thì động từ mình sẽ thêm s hoặc es. Đối với từ finish, tận cùng là sh thì mình sẽ thêm es, finishes. Number 5. I has have lunch at home. Chủ ngữ I thì mình sẽ chia là have. Tôi ăn trưa ở nhà. Number 6. My sister studies at the weekend.
My sister là chủ ngữ số ít, động từ sẽ thêm s hoặc es. Study chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es. Mình sẽ chọn từ đầu tiên. Chị của tôi học vào cuối tuần. Exercise 3. Pronunciation third person. Bài tập về phát âm ngôi thứ ba. Các bạn nhận biết những trường hợp sau. Khi chủ ngữ là chủ ngữ số ít, động từ mình sẽ thêm s hoặc es. Và khi mình thêm s hoặc es thì có những cách phát âm như sau. Mình phát âm là s khi động từ kết thúc là những âm này. Mình phát âm là is khi động từ kết thúc là những âm này. Mình phát âm là z khi động từ kết thúc là những âm còn lại. Ví dụ, stops, laughs. Trường hợp phát âm là is. Ví dụ, watch, watches, watches. Wash, washes, washes. Và những âm còn lại, chúng ta sẽ phát âm là z, plays, bears. Number one, A, relaxes, finishes, boxes, studies. Câu C phát âm là z, nên câu này mình sẽ chọn là C, studies. Two, goes, does, watches, toes. Câu C phát âm là is. A, B và D phát âm là z. Nên câu này mình sẽ chọn là C, watches. 3. X, watches, beaches, matches. Câu A mình phát âm là sh. Câu B, C và D mình phát âm là is. Nên mình sẽ chọn là A. Number 4. Washes, wishes, witches, max. A, B và D phát âm là is. C phát âm là s. Mình sẽ chọn câu C, max. Number 5. Text, max, x, watches. A, B và C phát âm là s. D phát âm là is. Mình sẽ chọn câu D. Present symbol negative. Thì hiện tại đơn thể phủ định. Đối với thể phủ định, mình sẽ mượn hai trợ động từ. Đó là do và does. Do khi thêm not vào, mình sẽ đọc là don't. Does khi thêm not vào, đọc là doesn't. Sau khi mượn trợ động từ, thì động từ chính ở phía sau giữ nguyên mẫu lại. Chủ ngữ cộng don't hoặc doesn't cộng verb 1. Do not đọc là don't. Does not đọc là doesn't. Ví dụ, they don't live in Hà Nội. Họ không sống ở Hà Nội. She doesn't live in Hà Nội. Cô ấy không sống ở Hà Nội. Đối với chủ ngữ số nhiều, mình sẽ mượn trợ động từ là do và thêm not vào, don't, và động từ chính ở phía sau giữ nguyên mẫu. Đối với chủ ngữ số ít, mượn trợ động từ là does và mình thêm not vào là doesn't, cộng verb 1. Nhắc lại quy tắc, chúng ta sẽ dùng doesn't trong trường hợp nào? Trong trường hợp chủ ngữ là he, she, it và những chủ ngữ số ít. Đối với những chủ ngữ I, you, we, they và những chủ ngữ số nhiều, mượn trợ động từ là don't. Sau doesn't và don't cộng verb 1. Khi có trạng từ chỉ tần suất xuất hiện ở trong câu phủ định, thì con sẽ để trạng từ chỉ tần suất đứng ở trước động từ thường, phía sau don't hoặc doesn't. Thực hành. Các bạn sẽ làm 5 câu này. Cả 5 câu này các bạn đều thấy not. Người ta yêu cầu mình sẽ chia thì hiện tại đơn
thể phủ định. Câu thứ nhất, chủ ngữ là he. Mình sẽ mượn trợ động từ là doesn't. Verb 1 là từ trong ngoặc, bạn sẽ ghi lại. Doesn't go. 2. It's for less. Ở đây chủ ngữ là số ít. Mình cũng mượn trợ động từ là doesn't. Verb 1 là have. Câu 3. Chủ ngữ là I. Mượn trợ động từ là do. Thêm not vào là don't. Verb 1 là do. I don't do your exercise. 4. We. A kite. Chủ ngữ we là chủ ngữ số nhiều. Mượn trợ động từ là don't. Verb 1 là fly. 5. She. A song. Chủ ngữ she là chủ ngữ số ít. Mượn trợ động từ là does. Thêm not vào doesn't sing. Phần này cô nhắc lại lần nữa. Đối với thì hiện tại đơn thể phủ định dùng cho động từ thường. Đối với chủ ngữ số nhiều, mình sẽ mượn trợ động từ là do và thêm not vào don't. Đối với chủ ngữ số ít, mượn trợ động từ là does, sau đó thêm not vào là doesn't. Sau don't và doesn't cộng verb 1. Exercise 4. Complete the example from the text on page 26. Hoàn thành những ví dụ ở trong bài trang 26. Bài tập này các bạn đọc lại bài đọc trang 26 và hoàn thành những câu sau. Number 1. The younger children. 2. Shoe. TV a lot. 3. The Raffles usually to restaurant. Now, let's check your answer. Number 1. The younger children don't have. Bọn trẻ nhỏ không giúp đỡ. 2. Sue. TV a lot. Sue doesn't watch TV a lot. Sue không xem TV nhiều. 3. The Raffles don't usually go to restaurant. Gia đình Raffles không thường đi nhà hàng. Exercise 5. Look at the information in the table. Write affirmative and negative about people. Nhìn vào thông tin ở dưới bảng, viết những câu thể khẳng định và phủ định. Chúng ta có những cụm từ sau: wash the dishes, wash the car, sit on the sofa a lot, make breakfast, watch TV a lot. Ở bên phải mình có ba người là Tom, Vicky và Mina. Dấu tích là có làm và dấu chéo có nghĩa là không làm. Câu ví dụ, ngồi trên ghế sofa nhiều thì có bạn Tom và bạn Vicky. Tom and Vicky sit on the sofa a lot. Nhưng bạn Mina thì không có ngồi trên ghế sofa nhiều. Mình sẽ viết như sau. Mina doesn't sit on the sofa a lot. Làm bữa ăn sáng thì bạn Tom và bạn Vicky không làm bữa ăn sáng. Bạn Mina có làm bữa ăn sáng. Mình sẽ viết câu. Tom and Vicky don't make breakfast. Mina làm bữa ăn sáng. Mina makes breakfast. Xem TV nhiều. Ở đây có Tom và Mina không xem TV nhiều. Vicky có xem TV nhiều. Mình sẽ viết câu. Tom and Mina don't watch TV a lot. Vicky watches TV a lot. Các bạn nhớ dùng thì hiện tại đơn khi viết những câu này. Chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều, câu khẳng định động từ giữ nguyên mẫu. Chủ ngữ số ít, câu khẳng định động từ sẽ thêm s hoặc es. Đối với câu phủ định, chủ ngữ số nhiều, mình sẽ mượn trợ động từ là don't cộng verb 1. Đối với chủ ngữ số ít, mượn trợ động từ là doesn't cộng verb 1. Exercise 6. Discussion. Bài tập 6. Phần thảo luận. What does each person in your family do at home?
Mỗi người trong gia đình của bạn làm gì ở nhà? Phần này các bạn tự thảo luận với bạn bè của mình ở nhà. Homework. Learn by heart on the structure. Prepare for the next lesson. Speaking. Bài tập về nhà. Học thuộc lòng tất cả cấu trúc của bài học ngày hôm nay. Chuẩn bị bài học tiếp theo, phần speaking. Bài học hôm nay kết thúc. Hẹn các bạn vào bài học tiếp theo.